Buổi sáng tại Cửa Lò, mọi người đang đi nhặt rác ngoài bờ biển. Các bạn nữ nhặt rác thải nhựa rất nhiều thứ, lưới đánh cá rồi vỏ chai rồi nắp chai. Bao bim bim. Biển Cửa Lò cực kỳ nhiều rác. Dọn từng đi chắc phải vài trăm người. Phải vài trăm người đấy. Này nhìn này. Vừa rồi xem thời sự ấy thì TV nói là chắc trong vòng vài chục năm tới là số lượng rác còn nhiều hơn số lượng hải sản dưới biển ấy. Rác thải nhựa này, cốc này, chai lọ, vỏ thuốc lá, xốp, thậm chí những cái đồ thờ họ còn mang đấy họ vứt này, rác này. Cực nhiều luôn. Mấy bạn ở bên Tokyo lái. Bọn em ở Vĩnh nha, Cửa Lò. Ở Vĩnh à? Dạ. Tokyo lái là siêu thị à hay là gì? À siêu thị à? 119 đinh lễ. Rồi bữa mua anh đến nha. Dạ.